Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2015. Phần đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội Đảng viên xã Phú Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Phóng sự, diện mạo y tế cơ sở sau 40 năm xây dựng và phát triển. Vĩnh Long huy động gần 3.800 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tin trong nước, hội nghị vai trò của Quốc hội trong việc đảm bảo quyền trẻ em và vấn đề dinh dưỡng để phát triển. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cơ sở đầu tiên được tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở. Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đến dự. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã xây dựng được sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 12 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. Điểm nổi bật của xã trong nhiệm kỳ qua là xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện kết hợp với nội lực của địa phương thông qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân đã thực hiện đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. 5 tiêu chí còn lại đều đạt từ 85% trở lên. Xã đã xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn chiếm hơn 51% diện tích đất trồng lúa. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 64%. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của xã giảm còn hơn 4%. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ xã kết nạp 59 đảng viên, vượt 18% so chỉ tiêu nghị quyết. Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội hàng năm đều đạt vững mạnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lữ Quang Ngời, Bí thư huyện ủy Tam Bình, biểu dương kết quả mà đảng bộ xã Phú Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội cần tập trung thực hiện. Đề nghị đảng bộ tập trung lãnh đạo ở một số nhiệm vụ chủ yếu sau: tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu nông nghiệp, dịch vụ, phát triển thêm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, đề nghị đảng ủy quan tâm lãnh đạo tốt kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giữ vững và nâng chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, mà cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất, có năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong ngày hôm nay, Đại hội Đảng viên xã Phú Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu cử ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, đồng thời nghe các báo cáo tham luận xung quanh chủ đề nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng, kinh nghiệm trong phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm trong giải quyết việc làm cho người lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngày mai, Đại hội Đảng viên xã Phú Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp huyện, nghe phát biểu của lãnh đạo tỉnh ủy thông qua dự thảo nghị quyết và bế mạc đại hội. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 tại tất cả các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đến nay, các đảng ủy cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các bước chuẩn bị đại hội, cơ bản hoàn thành văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ về công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành Ban Thường vụ khóa mới. Các đảng bộ chú ý cơ cấu độ tuổi nhân sự, đảm bảo đúng theo tỷ lệ số lượng cán bộ nữ được quy hoạch tham gia vào ban chấp hành và công tác triệu tập đảng viên tham dự đại hội. Đoàn kiểm tra lưu ý, các cơ sở đảng bộ cần tập trung rà soát công tác xây dựng văn kiện, cần bám sát đề cương của thị ủy, việc đánh giá cần ngắn gọn, rút ngắn, sát với tình hình của địa phương. Công tác nhân sự được thực hiện đúng theo tình hình của địa phương, đảm bảo cơ cấu đúng theo quy định của đảng, chú trọng nhân sự từ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đến tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, chú trọng công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, phục vụ đại hội, đảng bộ các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục năm 2015 cho cán bộ quản lý giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong 6 lớp tập huấn được Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức từ nay đến ngày 11 tháng 4 nhằm nhân rộng phương pháp dạy học mới. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tìm hiểu về nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, các biện pháp triển khai, công tác quản lý, chỉ đạo. Sau đó, các học viên được tham gia dự giờ 2 tiết dạy tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục và cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm. Sau tập huấn, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục mở thêm 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực vận dụng, kỹ thuật dạy học tích cực, một số kỹ thuật dạy học. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên nắm chắc nội dung chương trình, cách thiết kế tài liệu và phương pháp dạy tích cực. Qua phương pháp học mới này, học sinh còn được tiếp cận kiến thức theo sự hướng dẫn đáp ứng vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, thầy thiết kế, trò thi công, lấy học sinh làm trung tâm, từ đó tạo được sự hứng thú cho các em, giúp các em chủ động trong việc tiếp thu bài học và làm chủ kiến thức. Và các bạn, xác định tầm quan trọng của y tế cơ sở trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực phục vụ tại tuyến y tế gần dân nhất. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhiều năm qua, người dân các xã Cù Lao thuộc huyện Long Hồ đã không còn lo cho sức khỏe mỗi khi trái gió trở trời, vì xã nào cũng có trạm y tế khang trang, y bác sĩ tận tâm phục vụ và nhiều thiết bị cận lâm sàng hiện đại được trang bị. Ở đây là đi khám bệnh khó khăn lắm. Nếu mà những người nghèo thì mua thuốc tàu đổ bậy, còn có tiền là mới qua bên Vĩnh Long khám. Còn sau cái năm tiếp thu rồi thì có cái trạm y tế này lên đó. Thì ở đây người dân rất là khỏe, đi ra đây là khám cũng gần gũi và thuốc men cũng đầy đủ và những cô ở đây cũng nhiệt tình lắm. Sau năm 75 thì được cái đảng nhà nước quan tâm đã đầu tư và xây dựng mới. Lúc trước thì năm 94 thì đã xây dựng một lần và tới tháng 10 năm 12 là đã xây dựng mới hoàn toàn, xây dựng một cái trạm y tế khang trang với cái trang thiết bị đầy đủ. Đội ngũ của cán bộ y tế cơ sở cũng được nâng lên, trạm đã có bác sĩ hoạt động và nhân viên y tế thì cũng đã được tập huấn và cập nhật thêm những thông tin mới. Song song đó thì cái hiệu quả điều trị thì ngày càng là được nâng lên. Từ chỗ không có trạm y tế xã, phường, đến năm 1980, tỉnh thành lập được 60 trạm y tế hộ sinh. Hiện nay, tất cả 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có trạm y tế. Trong đó, gần 100% trạm được nâng cấp và xây mới với đủ các phòng chức năng đạt chuẩn và trên 500 giường lưu bệnh. 69 trên 109 trạm được trang bị máy siêu âm, 100% trạm được trang bị máy điện tim và 27 trạm có máy xét nghiệm huyết học. Qua các kết quả siêu âm thì đã phát hiện ra được một số bệnh như là sỏi thận, sỏi túi mật, hoặc là có dấu hiệu là của viêm túi mật, viêm bàng quang, thận ứ nước. Thì trong điều trị thì những kết quả mà như vậy thì là giúp cho công tác điều trị nó được thuận lợi. Có những vấn đề cần chuyển tuyến trên thì là sẽ chuyển kịp thời cho người dân. Ngoài ra bên trong công tác mà khám sản phụ khoa đó thì giúp rất nhiều bên sản, có thể như là phát hiện được những dấu hiệu những cái thai ngoài tử cung giai đoạn sớm, hoặc là những cái u sơ, u nang. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đội ngũ bác sĩ cũng được quan tâm đào tạo và luân chuyển về phục vụ tại các trạm y tế. Hiện hầu hết các trạm đều có bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh nhân cho tuyến trên. Tôi cũng ở trạm y tế cũng nói chung là gần 15 năm, 15 năm ở tí thì cơ sở. Thì cái ngày đó, như sau giải phóng mình lên rồi thì nói chung là cái y tế cơ sở của mình là cái cơ sở vật chất, thì trang thiết bị thật sự nó rất là hạn hẹp. Tất cả những công việc cũng xuất phát từ cái trước mắt đó là cái đoàn kết, thứ hai nữa là xuất phát từ cái lòng yêu nghề.
cùng chung với nhau để mà lo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Được cái sự quan tâm của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp mà 40 năm rồi, bây giờ tất cả các trạm y tế đều khang trang và sạch đẹp hết. Riêng tôi thì tôi thấy là với cái trang thiết bị, với cái cơ sở vật chất hiện tại bây giờ ở các trạm y tế xã của tỉnh Vĩnh Long, thì mình cũng tin tưởng rằng là ngành y tế đã đủ mạnh, đủ sức mạnh để mà coi như là chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Long của chúng ta trong cái tình hình mới. Việc đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế không chỉ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, giảm tình trạng người dân đi vượt tuyến, trái tuyến, mà còn là giải pháp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đồng thời tạo đà phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã huy động được gần 3.800 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở các xã vùng nông thôn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư 2.497 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66%. Số còn lại là 1.295 tỷ đồng được huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn hợp pháp khác, chiếm tỷ lệ 34%. Các nguồn vốn trên được ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, trạm cấp nước. Qua đó đã góp phần giúp cho nhiều xã vùng nông thôn thực hiện hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng có liên quan. Đến nay, Vĩnh Long có 10 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 21 xã được công nhận danh hiệu này. Nhờ nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy đăng ký kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư, nên từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã phát triển thêm 67 doanh nghiệp và 64 chi nhánh văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký là 117 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch Đầu tư, tuy trong những tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký bình quân ở mỗi doanh nghiệp có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng trong ngành nghề đăng ký kinh doanh đã có sự chuyển đổi theo hướng tích cực về cơ cấu quy mô, lĩnh vực ngành nghề hoạt động. Các ngành nghề mới được đầu tư phù hợp với tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gia công, xây dựng và thương mại dịch vụ. Cùng với số doanh nghiệp thành lập mới, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 30 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mua lúa gạo tạm trữ là một chủ trương lớn của chính phủ được triển khai từ nhiều năm nay với mục đích giúp nông dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, việc thu mua tạm trữ lúa gạo trong vụ đông xuân 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa đạt kết quả như mong đợi. Do khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nên các doanh nghiệp được giao chỉ tiêu mua lúa gạo tạm trữ triển khai thực hiện chậm so với thời gian quy định. Có thời điểm lúa ứ đọng trong dân khá nhiều. Tôi làm được 4 công, bán thì mới lúc đầu thương lái nó không có, rồi chờ tới chuyện vô chính gần tới cắt mới có. Tôi kêu bán không gài khoảng 4 bữa mới có cân được. Giá thì cũng có 4.500 ký à, lúa tròn á. Còn lúa dài thì nó mua cũng trên lệch chừng 22.000 một giá, khoảng 4.600 vậy nè. Còn khoảng 15 ngày nữa là hết thời gian quy định thu mua lúa gạo tạm trữ. Nhưng tính đến đầu tháng 4 này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao chỉ tiêu mới mua được 19.000 tấn quy gạo, đạt hơn 64% chỉ tiêu. Trong khi đó, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch gần dứt điểm lúa đông xuân 2014-2015. Cái mặt hàng 54 thì giờ kho mua rất là nhiều. Nhưng mà mặt hàng như là lúa 69, 76 hay 54, 51 hay thơm thì các thương cái kho gạo mua đó thì cái giá không cao. Thì người ta không có đầu ra được. Đã có mua nhưng mà số lượng rất là ít. Nó rất là kén. Tiến độ thu mua lúa gạo tạm trữ trên địa bàn tỉnh thực hiện rất chậm, với nguyên nhân chủ yếu là do tài chính của các doanh nghiệp khó khăn, ngân hàng dè dặt trong việc cho vay, từ đó giải ngân chậm. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tính đến cuối tháng 3 năm 2015, các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho các doanh nghiệp thu mua lúa gạo tạm trữ hơn 108 tỷ đồng trong tổng số khoảng 218 tỷ đồng. Tính theo chỉ tiêu giao thu mua 29.600 tấn quy gạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
Chương trình thu mua lúa gạo tạm trữ của chính phủ đã được triển khai trong nhiều năm qua nhằm hạn chế tình trạng vào thời điểm thu hoạch rộ, giá lúa giảm, đầu ra khó khăn. Đây là một chủ trương đúng, hợp lòng dân, mang lại hiệu quả rất thiết thực. Song kết quả thực hiện vẫn chưa đạt như mong đợi. Một bất cập trong đợt thu mua lúa tạm trữ năm nay là nhiều doanh nghiệp có tình hình tài chính kém nhưng vẫn được VFA giao chỉ tiêu, dẫn đến tình trạng không được ngân hàng cho vay nên không thể mua lúa gạo tạm trữ. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu rút kinh nghiệm khi thực hiện chủ trương lớn của chính phủ để giải quyết những khó khăn trong tiêu thụ lúa hàng hóa trong dân. Tiếp sau Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 132, UNICEF và tổ chức Align and Right, dự án nuôi dưỡng và phát triển, phối hợp với Quốc hội, tổ chức hội nghị vai trò của Quốc hội trong việc đảm bảo quyền trẻ em và vấn đề dinh dưỡng để phát triển. Các chuyên gia về dinh dưỡng trẻ em trong nước và quốc tế đã thảo luận về việc các nhà hoạch định chính sách và nghị sĩ có thể hỗ trợ các gia đình như thế nào nhằm cải thiện việc thực hành ăn uống ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Theo đó, các nghị sĩ có thể hỗ trợ các gia đình bằng cách tăng cường pháp luật xung quanh luật quốc tế về tiếp thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ và bảo vệ thai sản. Luật quốc tế được ban hành nhằm hỗ trợ tối đa dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bằng cách quy định các sản phẩm thay thế sữa mẹ được tiếp thị quảng bá khi nào và như thế nào, cũng như cấm mọi hình thức quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Những chính sách bảo vệ thai sản mạnh mẽ giúp đảm bảo phụ nữ được tuyển dụng chính thức và được nhận được hỗ trợ cần thiết để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi trẻ được 24 tháng tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Theo đó, yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục hoàn thiện phương án kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ rộng rãi ý kiến góp ý xác đáng của xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch bố trí các cụm thi trên địa bàn các tỉnh, thành phố một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là các cụm thi dành cho các thí sinh không có nguyện vọng học đại học cao đẳng hoặc sẽ tham gia kỳ thi xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng, có phương án tuyển sinh không sử dụng kết quả kỳ thi. Các trường đại học cao đẳng sớm công bố rộng rãi công khai về phương án tuyển sinh của trường mình để học sinh có định hướng và thực hiện việc đăng ký tham dự kỳ thi, đăng ký tuyển sinh. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường công tác vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Tối qua, Hội chợ Triển lãm Thương mại Dịch vụ Du lịch Việt Nam Campuchia năm 2015 đã khai mạc tại thành phố Bắc Đồng Bông, Campuchia. 50 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự hội chợ. Có nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân Campuchia, chủ yếu là nông nghiệp, máy công cụ, thực phẩm chế biến, nhựa gia dụng, điện tử, điện máy. Hội chợ lần này thể hiện thiện chí, tính năng động và nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Campuchia. Sự kiện cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với người tiêu dùng và doanh nghiệp Campuchia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chương trình khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con Việt Kiều. Vào sáng nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức họp mặt hội viên năm 2015 và hội thảo chuyên đề định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập cho doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Đại biểu được cung cấp những thông tin kinh tế hữu ích liên quan đến những tác động từ các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với các nước trong năm 2015. Đây là vấn đề quan trọng và rất cần thiết giúp các doanh nghiệp trang bị thông tin, xác định rõ những cơ hội thách thức trước tác động của các hiệp định thương mại, để từ đó định hướng chiến lược phù hợp và nâng cao khả năng cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia, năm 2015, nhiều hiệp định thương mại có hiệu lực, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, và hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Nếu kết thúc các đàm phán, thì Việt Nam sẽ có hiệp định thương mại với 55 nền kinh tế. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường xuất khẩu, liên kết tham gia vào chuỗi giá trị với các nước trong TPP và một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng hơn.
Tuy nhiên cũng có những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp, nhất là về tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ và các rào cản kỹ thuật khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Phiến quân Al-Shabaab tấn công một trường cao đẳng ở miền đông Kenya, sát hại ít nhất 15 người và bắt giữ nhiều sinh viên giáo viên làm con tin. Một chiếc tàu đánh cá của Nga đã bị chìm trên biển Okhotsk, khiến ít nhất 54 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích. Thưa quý vị và các bạn, hơn 25.000 phần tử cực đoan từ ít nhất 100 quốc gia trên thế giới đã đến Iraq, Syria và một số vùng chiến sự khác để tham gia chiến đấu cho các tổ chức khủng bố. Đó là thông tin được đề cập trong bản báo cáo vừa được các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc trình lên Hội đồng Bảo an vào đêm qua. Theo báo cáo trên, số chiến binh nước ngoài tham gia mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS cùng một số nhóm cực đoan khác đang gia tăng với số lượng nhiều chưa từng có trong lịch sử. Syria và Iraq là điểm đến thu hút nhiều phần tử cực đoan người nước ngoài nhất với hơn 20.000 người. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cảnh báo sự gia tăng của các phần tử cực đoan đã tạo ra một mối đe dọa tức thì và lâu dài, cũng như những vấn đề an ninh toàn cầu khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc cũng đã hối thúc các nước trên thế giới tăng cường chia sẻ thông tin tình báo để ngăn chặn việc ngày càng nhiều phần tử cực đoan nước ngoài gia nhập các tổ chức khủng bố. Kịch bản phiến quân tấn công trường học lại tái diễn, lần này là tại Kenya. Sáng nay, một nhóm khoảng 5 tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tấn công trường cao đẳng Garissa ở miền đông Kenya, giáp Somali, sát hại ít nhất 15 người và bắt giữ nhiều sinh viên giáo viên làm con tin. Nguồn tin từ lực lượng an ninh Kenya cho biết, nhóm tay súng bịt mặt đã bất ngờ ập vào khuôn viên trường cao đẳng Garissa vào khoảng 5 giờ 30 phút giờ địa phương và nổ súng vào các sinh viên trong khuôn viên trường. Chúng đã kích hoạt nhiều thiết bị nổ và đấu súng với lực lượng bảo vệ trường trong nhiều giờ. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 65 người khác bị thương trong vụ tấn công trên. Tuy nhiên, con số thương vong có thể còn tăng do những tay súng vẫn còn giữ nhiều con tin trong trường. Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, cảnh sát và quân đội Kenya đã được triển khai đến bao vây khu vực. Khu vực phía đông và bắc Kenya, giáp biên giới với Somali, là một trong những địa bàn hoạt động mạnh nhất của nhóm phiến quân Al-Shabaab. Nhóm này từng thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Kenya trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, viện dẫn sự nổi lên của các vụ tấn công mạng từ bên ngoài liên tục đe dọa an ninh nước Mỹ trong những tháng gần đây. Đêm qua, Tổng thống Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã lần đầu tiên ký một sắc lệnh hành chính cho phép trừng phạt những cá nhân và thực thể ở nước ngoài tình nghi là tội phạm mạng. Theo sắc lệnh trên, Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền phong tỏa tài sản và chặn các giao dịch tài chính của những đối tượng tình nghi tấn công mạng, đe dọa tới các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đánh cắp tiền từ các nguồn quỹ, đánh cắp bí mật thương mại hoặc làm gián đoạn mạng lưới máy tính của Mỹ. Ngoài phong tỏa tài chính, sắc lệnh cũng cho phép áp đặt hạn chế đi lại đối với các đối tượng tình nghi. Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định các mối đe dọa an ninh mạng là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế, an ninh quốc gia của Mỹ, và Washington đang thay đổi một chiến lược toàn diện để đương đầu với thách thức này. Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga và công ty năng lượng Naftoga của Ukraine hôm nay đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho Kiev trong quý 2 năm 2015. Theo thỏa thuận ngắn hạn này, phía Ukraine được mua khí đốt từ Nga với giá thấp hơn so với mức giá hiện hành. Cụ thể, tập đoàn Gazprom sẽ bán khí đốt cho công ty năng lượng Naftoga với giá 248 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 mét khối, thấp hơn so với mức 329 đô la như đã áp dụng trong quý 1 năm nay. Bộ trưởng Năng lượng và Than đá Ukraine Vladimir Demtryshin cho rằng Kiev đã nhận được mức giá hợp lý về mặt kinh tế và mức giá này thấp hơn giá nhiên liệu mua từ các nước châu Âu. Theo ông Demtryshin, hợp đồng ngắn hạn này không chỉ cho phép Ukraine dự trữ khí đốt cho giai đoạn thu đông, mà còn là cơ sở cho các cuộc đàm phán sau này giữa hai nước về giá mua bán khí đốt. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay chiếc tàu đánh cá Danil Vostok của Nga chở theo 132 người đã bị chìm trên biển Okhotsk ngoài khơi bán đảo Kamchatka ở miền viễn đông nước này, khiến ít nhất 54 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích. Ủy ban điều tra của Nga cho biết nguyên nhân chính có thể là do tàu đã đâm vào vật cản trên vùng biển có nhiều băng này.
Theo người phát ngôn của Ủy ban điều tra của Nga, vụ va chạm đã gây hư hỏng nặng khoang chứa động cơ của con tàu. Còn theo thông tin do cơ quan khẩn cấp vùng Kamchatka cung cấp, chiếc tàu đã bị nghiêng rồi lật sau khi thực hiện kéo lưới với khoảng 80 tấn cá lên boong. Ngoài ra, một cuộc điều tra về vi phạm các quy tắc an toàn cũng đang được tiến hành. Hiện tất cả các giả thuyết đều đang được nghiên cứu. Trong số 132 người trên tàu, có 56 hành khách và 76 thuyền viên, đa số là công dân Nga và Myanmar. Hiện công tác tìm kiếm những người mất tích đang được khẩn trương tiến hành trong điều kiện thời tiết bất lợi, với tuyết rơi, sóng cao đến 3 mét và nhiệt độ gần 0 độ C. Liên quan đến vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Germanwings, mặc dù tất cả 144 hành khách trên chuyến bay 4U9525 đều chịu chung số phận ra đi vĩnh viễn cùng với chiếc máy bay khi nó bị rơi trên vùng núi Anh Bơ nước Pháp, nhưng chuyên gia luật cho biết mức bồi thường sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào quốc tịch và thậm chí là nơi nạn nhân mua vé máy bay. Theo ông Enmar Gimula, giáo sư chuyên về luật hàng không tại Viện Công nghệ Berlin Đức, gia đình của ba nạn nhân người Mỹ trên chuyến bay có thể được bồi thường ít nhất là 1 triệu đô la mỗi người, trong khi các nạn nhân mang quốc tịch châu Âu chỉ nhận được khoảng 100.000 euro, tức khoảng 108.000 đô la. Mức bồi thường cho các nạn nhân ở châu Á có thể còn thấp hơn. Nguyên nhân là do luật pháp mỗi nước quy định khác nhau về tổn thất tinh thần. Ở Mỹ, tổn thất tinh thần được đền bù rất cao, trong khi ở Đức, luật pháp không chấp nhận cái gọi là tổn thất tinh thần, cho nên các hãng hàng không không bắt buộc phải bồi thường khoản này mà chỉ phải trả cho các mức mát tài chính như chi phí mai táng nạn nhân, chi phí đi lại của người thân nạn nhân. 144 hành khách của chuyến bay 4U9525 đến từ 18 quốc gia khác nhau, đa số là người Đức và Tây Ban Nha. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.